Hello, welcome back. Chúng ta sẽ chơi với Spider-Man Birdy. Ủa, cái phiên bản này. Đây đây đây, cho Birdy ra đây. Để tí làm một bức ảnh này. Hay quá nhờ. Đấy, chứ đứng góc này vậy. Tuyệt vời. Splendid. I don't get it. The end is here. It's the end of the world as we know it. That's not right. Ủa, cái này cái gì đây? Ah, yeah. Đóng băng. Đóng băng đấy. Boring. Now let's put that back. What's wrong with you? Why, God, why? I'm out, I'm out. Open the window. My biscuits are burning. Ouch. À, khổ chưa kìa. Spider-Man của mình đang bị tắm trong ao bùn, ao lửa. Cái này gọi là nham thạch luôn. You're a bad person. Bốc cháy nè. Stop. Help me. Giật điện. Chúng ta hãy bắt lấy bữa đi nào. Không bắt được. Nó chơi game này mình cảm giác như là thời gian ngừng trôi vậy. Đúng là xả stress các bạn. Thời gian ngừng trôi. Hey, did you see my frog somewhere around here? Không sao, nó chỉ là một cái cảnh bình thường trong cái trò chơi này thôi. Cái khi ga này sẽ làm cho Birdy cảm thấy ok hơn. Chết bèo nè. Time out. Doink. Cái này hôm qua chơi đùa mấy SpongeBob rồi. Bây giờ mình sang ngoài này. Rất ít khi vào cái phần này nhé. Máy say này. Ngày xưa game mình mới già hot lắm. Mấy hôm nay nó đỡ bớt hot rồi. Đây mà. Wow. You're killing me. Ôi sâu không? Bởi vì bị làm cho đen xì luôn. Chúng ta sẽ cho vào render. I could live with that choice. Hmm?
Tiếp tục nhé. Tình hình Buddy bị say à? Chờ đấy nó đấy. Buddy angry. Yeah. Buddy bị say như cháo rồi. Đâu rồi? You're so cool. Mình đang có một cái bếp than hồng này. Ui. Ủa, cái này thì làm ảnh được đấy. Ảnh thu nhỏ. Cho về đây. 9 mất cả đôi chân rồi. Ok. Ui ui. Xấu quá. Nướng lại, nướng lại. Đấy, đứng đây, đúng rồi. Chỉ cái đôi chân này nó lại đẹp đấy, oh, fine, yes, that'll work. Good choice. Nó cùng màu với trang phục à. Ok. What's wrong with you? Beep mà đi à. Oh, God, God, God. Open the window. Help me. Enough. Oh, my God, why? Oh, my biscuits are burning. Oh, God. Oh, oh, oh. Cái chưa? Yeah, that'll work. That'll work. Mình chưa có cái này. Oh yeah. Hút bụi. Nothing is safe. Oh God. Ủa, nó hút ghê quá. Can I go watch the X-Files for a while? Oh. Mẹ đã nấu đây rồi nó còn trúng nữa. Thế mới là cay. Read the directions. I don't get it. Okay, nằm đây. That's not right. Nothing is safe. Chúng ta sẽ dùng cái máy bàn chạy. Ô, sao nó? Sao nó phát ra tiếng động ghê thế nhỉ? Aha, cái này sẽ sử dụng thêm một cái cơn lốc này xem nào. Choose something else. Ôi vãi. Ôi, nó kết hợp được luôn này. Đấy, đúng là kiểu combo luôn. Ôi. Hay quá ta. Ôi dồi, nó di chuyển được luôn này. Quá hay. Quá hay cho đội bạn. Đủ combo luôn.